Island Intima Mama dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng khi đang mang thai và sau sinh, được sản xuất tại châu Âu. Xin kính chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đối với những bà mẹ đang mang bầu thì có một vấn đề khá là tế nhị, đó là việc thay đổi nội tiết này, thay đổi môi trường pH ở trong âm đạo khiến cho chị em thường mắc phải chứng bệnh đó là viêm nhiễm nấm ngứa và có rất nhiều những cái khí hư ở vùng kín nữa. Điều này không chỉ khiến cho chị em cảm thấy là ảnh hưởng tới sinh hoạt của chính mình mà đôi khi còn ảnh hưởng tới sức khỏe của cả thai nhi nữa. Vậy thì vấn đề đặt ra là chúng ta làm thế nào để giải quyết dứt điểm tình trạng này để cho bà mẹ đang mang thai có một thai kỳ khỏe mạnh? Đó chính là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Viêm nhiễm phụ khoa trong thời kỳ mang thai, sau sinh là tình trạng thường gặp bởi lúc này sức đề kháng suy giảm kèm theo nội tiết tố trong cơ thể thay đổi, dẫn tới pH âm đạo mất cân bằng khiến vi khuẩn, nấm dễ tấn công và phát triển gây nên viêm nhiễm và ngứa vùng kín gia tăng nhiều hơn. Ngày trước ấy, khi mà mình chưa mang thai ấy, thì là vùng kín của mình rất là khỏe mạnh. Nhưng mà từ khi là mình mang thai thì là vùng kín bắt đầu có dấu hiệu là ngứa này, rồi ẩm ướt, khó chịu, thậm chí là có cả mùi hôi nữa. Và mình có đi đến khám bác sĩ. Bác sĩ vẫn khuyên là mình hạn chế, không nên sử dụng thuốc nhiều, và đặc biệt là mình phải lựa chọn một cái sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ nào đó chuyên biệt dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh để tránh cái tình trạng mà bệnh tình là tái đi tái lại. Trên thực tế, khi bị viêm nhiễm phụ khoa trong thời kỳ mang thai, nhiều chị em chần chừ trong việc khắc phục và lo sợ việc điều trị sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, nên khiến bệnh càng trở nên nghiêm trọng hơn và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thai chết lưu, sảy thai, dì ối, vỡ ối gây sinh non. Theo các chuyên gia sản khoa, việc vệ sinh vùng kín hàng ngày đúng cách trong suốt quá trình mang thai sẽ giúp phòng và cải thiện tình trạng viêm ngứa vùng kín cho phụ nữ mang thai. Việc vệ sinh này nên duy trì trong suốt thời gian sau sinh. Thưa quý vị, để có thể tìm ra được những câu trả lời cho chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi xin phép được kết nối với chuyên gia sản khoa, bác sĩ Thu Hà. Xin chào bác sĩ Thu Hà. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ. Xin chào MC Mỹ Vân và quý khán giả chương trình Sống Vui. Thưa chuyên gia, có một câu hỏi đặt ra là vì sao chị em phụ nữ, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai, lại thường dễ nhiễm phải cái tình trạng đó là viêm nhiễm nấm ngứa ở vùng kín, và điều này thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị em như thế nào? Xin chuyên gia có những cái lời chia sẻ với chị em ạ. Như chúng ta biết á, thì khi người phụ nữ mang thai á, thì có sự thay đổi nội tiết thai kỳ. Nội tiết thai kỳ nó thay đổi, nó làm cho âm đạo á, tăng tiết dịch, cho nên thường xuyên âm đạo với vùng kín của chị em ẩm ướt. Mà ẩm ướt như vậy á, thì dễ làm cho những cái vi khuẩn, vi nấm nó phát triển và nó gây viêm. Mặt khác, ở người phụ nữ mang thai thì cái cấu trúc của cái phần âm hộ, âm đạo nó mở ra, nó mở rộng hơn bình thường. Và chính điều này nó cũng làm cho những cái vi khuẩn, vi nấm, vi sinh nó dễ xâm nhập vào bên trong cái vùng kín và dễ gây viêm. Bên cạnh đó thì ở phụ nữ mang thai, cái hệ thống miễn dịch nó giảm so với người bình thường, có nghĩa là cái sức đề kháng của mình nó cũng giảm đi á. Chính điều này cũng góp phần làm cho tình trạng viêm nhiễm nó dễ bị hơn so với những người bình thường. Nếu người phụ nữ mang thai mà bị viêm nhiễm vùng kín mà không được điều trị một cách hợp lý hay kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Đối với người mẹ thì người mẹ bị viêm nhiễm ngứa ngáy khó chịu thì làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, có thể làm cho mình ăn uống không ngon miệng chẳng hạn, hoặc là làm việc không có thoải mái hay ngủ không ngon giấc. Và có ảnh hưởng trên em bé hay không? Có ảnh hưởng trên bé. Một tình trạng viêm nhiễm như vậy, nếu mà bị viêm thì có thể làm viêm màng ối và vỡ ối sớm. Mà nếu vỡ ối sớm thì phải sinh non thôi. Sinh non thì em bé sẽ non tháng. Mà nếu mà ối vỡ đó, thì vi khuẩn từ âm đạo có thể xuyên qua màng ối đi vào trong buồng ối làm cho nhiễm trùng ối. Và nhiễm trùng ối có thể làm nhiễm trùng bào thai, ảnh hưởng đến tình trạng của em bé sau sinh. Còn nếu mà người mẹ bị nhiễm nấm mà em bé sinh chào đời á, em bé sinh qua đường âm đạo thì em bé tiếp xúc với vi nấm ở trong đạo người mẹ. Mà nếu mà cái số lượng vi nấm quá nhiều, tiếp xúc nhiều thì em bé có thể bị viêm lưỡi do nấm, hoặc là viêm da do nấm. Hoặc thậm chí có những em bé nó hít vào trong phổi em bé một cái lượng nấm mà nhiều á, thì có thể làm cho viêm phổi do nấm. Như vậy thì cái tình trạng viêm nhiễm của người mẹ có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe của người mẹ lẫn thai nhi.
Vậy thì thưa chuyên gia, với chị em đang mang thai và sau sinh thì cần phải làm những gì để chúng ta đề phòng cũng như là điều trị hiệu quả cái tình trạng viêm nhiễm nấm ngứa vùng kín ạ? Phụ nữ mang thai á thì cái tỷ lệ mà viêm nhiễm vùng kín mà gây ngứa này kia nó có xảy ra ở phụ nữ mang thai khá là nhiều đó. Ước tính khoảng từ 10 đến 20% chị em phụ nữ mang thai có cái viêm nhiễm đó. Và khi mà bị viêm nhiễm nó gây khó chịu lắm. Thì ta gọi là nỗi ám ảnh đối với người phụ nữ khi bị viêm nhiễm. Và để tránh cái tình trạng viêm nhiễm thì cần cái gì? Một số cái cách để giúp cho chị em phụ nữ mình giảm đi tình trạng viêm nhiễm đó hay là đề phòng được cái tình trạng viêm nhiễm đó. Thứ nhất là phải nâng cao cái sức khỏe của mình bằng cái dinh dưỡng. Nên ăn những cái thứ là thức ăn, trái cây tươi, nè rau quả, nè những chất đạm tăng cường lên. Rồi nên dùng thêm sữa chua. Thì trong này có cái men vi sinh giúp cho mình có cái men vi sinh như vậy thì nó làm cho vi khuẩn có lợi ở vùng âm đạo nó sẽ tăng lên. Hạn chế sử dụng những chất ngọt bởi vì nó làm cho mình không có bị tăng đường huyết á. Tăng đường huyết nó dễ bị nhiễm nấm. Rồi cũng hạn chế những cái chất như là chất cay quá và không dùng những chất kích thích như là rượu, bia, những cái chất mà cái kích thích nó ảnh hưởng đến cái tình trạng viêm nhiễm của mình. Thứ hai là nên giữ tinh thần lạc quan, thoải mái. Mình mà khỏe, tinh thần khỏe thì mình cũng ăn uống, nghỉ ngơi được, rồi cũng nâng cao cái sức đề kháng của mình lên. Rồi nên tập thể dục thường xuyên. Mình thường xuyên vận động đi lại á, không phải là mình phải tập những cái bài tập nặng nề tại mình có thai mà, nhưng mình phải đi lại, đi bộ nhiều hoặc là bơi lội đều được hết. Và tránh ngồi lâu, ngồi một chỗ quá lâu hoặc nằm một chỗ quá lâu. Nếu mà mình ngồi một chỗ lâu hoặc là nằm một chỗ lâu á, thì nó sẽ sinh nhiệt cái vùng kín và nó dễ gây viêm nhiễm. Thứ ba là đồ lót của mình nó phải cho thoáng, rộng rãi và chọn cái loại vải á, sao cho nó dễ thấm hút như là vải cô tông. Mình đừng quên vệ sinh vùng kín. Thì các chị em nên dùng cái dung dịch vệ sinh vùng kín chuyên biệt dành cho phụ nữ mang thai có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và nếu mà mình sự tăng tiết dịch nó vẫn còn hoặc là ngứa khó chịu vẫn còn thì phải đi khám ở cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa. Và đi khám như vậy, nếu bác sĩ chẩn đoán là mình viêm nhiễm cần phải điều trị thì phải tuân thủ sự điều trị đó và kết hợp với việc sử dụng những cái sản phẩm vệ sinh để cho nó tăng cái hiệu quả điều trị cũng như giảm đi tình trạng mà bị tái phát. Các chị em nên nhớ là mình cũng không sử dụng những cái chất mà có nguồn gốc dân gian, giống như là mình đi hái lá trầu bà về mình nấu á, thì mình sẽ không biết được cái hàm lượng như thế nào đâu. Mà sử dụng như vậy thì nó không đảm bảo được cái an toàn cho vùng kín người phụ nữ. Hoặc là mình không có sử dụng những cái chất dung dịch vệ sinh phụ nữ mà thông thường mà có chất tẩy rửa cao thì nó có thể ảnh hưởng đến pH cũng như là diệt khuẩn cái vùng âm đạo. Những cái vi khuẩn có lợi nó bị diệt đi, nó cũng không có lợi cho sức khỏe của người phụ nữ. Và mình cũng không nên sử dụng những cái sản phẩm mà có cái nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Những cái hàng mà xách tay mình không biết nó như thế nào thì cũng không nên sử dụng. Các chị em lưu ý những điều đó nhé. Thưa chuyên gia, vậy thì khi mang thai chị em rất cần tới những sản phẩm dung dịch vệ sinh chuyên biệt. Vậy thì đâu là lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn sản phẩm? Có những sự khác biệt như thế nào đối với các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ thông thường khác? Và trên thị trường của chúng ta hiện nay, đâu là loại dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên biệt đáp ứng được những tiêu chí ấy ạ? Những cái điểm mà lưu ý khi mà chọn dung dịch vệ sinh phụ nữ ở chị em mang thai á, thì mình nên chọn những cái loại sản phẩm nào? Nên chọn những cái sản phẩm mà sản xuất chuyên biệt dành cho các chị em phụ nữ mang thai thôi. Cái nghĩa là người ta sản xuất cái sản phẩm đó để dành cho riêng cho mình. Mà nếu mà sản xuất dành riêng cho mình như vậy thì nó là an toàn và nó lại đảm bảo cái độ pH phù hợp cho mình. Rồi mình nên chọn những cái loại sản phẩm được sản xuất từ cái thành phần thiên nhiên mà trồng từ những cái phương pháp hữu cơ thì nó lại an toàn hơn, nó không có kích ứng. Và mình không nên dùng những cái sản phẩm mà chưa được kiểm nghiệm lâm sàng, có nghĩa là người ta không biết nó như thế nào. Và mình cũng không có sử dụng những cái sản phẩm mà không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và đặc biệt là không có dùng những sản phẩm mà chưa được sự cấp phép của Bộ Y tế cũng như chưa được kiểm định thì mình cũng không nên dùng. Và cũng không dùng những cái sản phẩm mà có mùi hoặc là có màu hoặc là tạo bọt nhiều á. Những sản phẩm này nó dễ gây ra rối loạn về cái cân bằng trong đạo và gây ra mất đi những vi khuẩn có lợi và nó làm cho những vi khuẩn có hại lại phát triển nhiều hơn và gây viêm nhiễm nhiều hơn. Cái điểm khác biệt của dung dịch vệ sinh vùng kín Island Intima Mama chuyên biệt dành cho phụ nữ mang thai nó có khác so với những cái dung dịch mà thông thường.
Thì đối với dung dịch mà vệ sinh Oiland Intima Mama mà chuyên biệt cho người phụ nữ mang thai đó, thì người ta sản xuất chuyên biệt cho nên nó phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn khắt khe dành cho cái đối tượng là phụ nữ mang thai. Thì nó làm sao để cho nó an toàn với các chị em phụ nữ và nó đảm bảo cái độ pH nó phù hợp và nó tránh kích ứng. Oiland Intima Mama được sản xuất từ cái nguyên liệu đó là thiên nhiên và trồng theo phương pháp hữu cơ, như vậy thì nó không có gây kích ứng và nó rất là an toàn. Thì cái điều đó là cái điều khác biệt. Cái sản phẩm vệ sinh vùng kín chuyên biệt hiện nay trên thị trường á, như chúng ta biết là nó cũng có cái sản phẩm đó là cái Oiland Intima Mama. Thì đây là sản phẩm mà đáp ứng được cái tiêu chí mà lúc nãy mình kể ra. Thì Oiland Intima Mama là sản phẩm mà được sản xuất từ thảo dược và những thành phần của nó là gồm có axit lactic, bisabolol, d-pantenol, rồi những cái chất dưỡng ẩm. Thì những cái chất này á, như là chất dầu bơ, thì nó giúp cho cái phần vùng kín của phụ nữ, nó bảo vệ vùng kín và nó giữ cái độ pH được cân bằng, nó phù hợp với cái người mang thai. Oiland Intima Mama giúp bảo vệ vùng kín của người phụ nữ theo cơ chế phục hồi cân bằng độ pH của vùng kín người phụ nữ. Và chính nhờ cái phục hồi cân bằng đó mà nó giúp cho cái việc mà điều trị viêm nhiễm cũng như là tránh tái phát về sau. Và các chị em có thể sử dụng Oiland Intima Mama trong giai đoạn mang thai cũng như giai đoạn sau sinh. Và nó an toàn cho cả mẹ lẫn thai nhi. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn còn những thắc mắc thì hãy gọi điện tới tổng đài của chúng tôi, đó là số 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể viết câu hỏi của mình và gửi về hòm thư sungkhoe@bacsitivan.vn. Quý vị cũng có thể tham khảo chi tiết hơn tại website bacsitivan.vn. Đến đây, cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Dung dịch vệ sinh Oiland Intima Mama đến từ châu Âu là dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Với thành phần thiên nhiên và đặc tính không mùi, ít bọt, Oiland Intima Mama giúp bảo vệ vùng kín cho phụ nữ mang thai và sau sinh theo cơ chế cân bằng pH tự nhiên của vùng kín, làm sạch nhẹ nhàng, giúp giảm thiểu các tình trạng viêm, ngứa vùng kín, mang lại cảm giác khô thoáng kéo dài. Nên sử dụng hàng ngày, có thể sử dụng được cả với những làn da nhạy cảm. Oiland Intima Mama, dung dịch vệ sinh chuyên biệt cho phụ nữ mang thai và sau sinh đến từ châu Âu. Với cái sản phẩm mà dung dịch vệ sinh Oiland Intima Mama ấy, chuyên biệt dành cho phụ nữ mang thai này và sau khi sinh, thì đã giúp tôi là thoát khỏi cái tình trạng là viêm và ngứa vùng kín. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy là những cái tình trạng như là ngứa này, rồi ẩm ướt, rồi mùi hôi khó chịu của mình cũng được giảm mạnh. Và mình đánh giá rất là cao về cái sản phẩm này cũng như là chất lượng này hay là cái độ an toàn của nó. Và sau một thời gian sử dụng đều ấy thì mình thấy là đêm thì ngủ cũng ngon hơn này, rồi tinh thần thì cả ngày cũng thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này đúng là một cái sản phẩm mà chuyên biệt và rất là an toàn dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Lời khuyên của chuyên gia, tiêu chuẩn chọn dung dịch vệ sinh cho phụ nữ mang thai. Tính chuyên biệt dành cho phụ nữ mang thai sau sinh đã được kiểm nghiệm lâm sàng trên cả những người bị dị ứng, không mùi, không màu, ít bọt, không gây kích ứng. Được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, trồng theo phương pháp hữu cơ. Sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy đạt chuẩn GMP, đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Oiland Intima Mama, dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng khi đang mang thai và sau sinh, được sản xuất tại châu Âu.